For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Hai đại gia chân đất, người là giám đốc nhà hát, người có tài sản khủng. Quý vị thân mến, mỗi dịp Tết đến xuân về, khán giả lại được gặp hai vị đại gia của series hài Đại gia chân đất do nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu và nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo thủ vai. Series phim hài Tết Đại gia chân đất được nhiều khán giả yêu mến vì khai thác cuộc sống của người dân ở vùng nông thôn cùng những mảng miếng hài hước phê phán thói hư tật xấu trong thời hiện đại. Trong series hài này, hai nhân vật đại gia là ông Tích do nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu thủ vai và ông Sự do nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo thủ vai thể hiện hình ảnh những người nông dân có thói háo danh, háo sắc, thích đua đòi theo thời cuộc và nói khoác. Ngoài đời, hai vị đại gia chân đất này có vị thế và tài sản khiến khán giả phải nể phục. Ông Tích là nghệ sĩ nhân dân làm giám đốc nhà hát, đảm nhiệm vai đại gia. Tích là nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu. Anh sinh ra tại Thái Bình trong gia đình có ba anh em trai. Thời trẻ, Trung Hiếu học giỏi, từng đăng ký thi 3 trường, Đại học Luật, Kinh tế và Bách Khoa. Sở hữu ngoại hình đẹp, đài từ cuốn hút cùng lối diễn xuất linh hoạt, chân thực nên Trung Hiếu có thể đảm nhiệm nhiều dạng vai. Anh đã nhận loạt giải thưởng, giải diễn viên xuất sắc dành cho vai Lý Thường Kiệt trong vở Tình sử ngàn năm, giải A vở Tình sử ngàn năm, công trình chào mừng đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, huy chương vàng vở Những mặt người thấp thoáng, huy chương vàng vai năm Sài Gòn trong vở Bỉ vỏ tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2015. Còn trên màn ảnh nhỏ, Trung Hiếu quen mặt qua hàng loạt bộ phim đình đám Hà Nội 12 ngày đêm, Một giờ làm quan, Hoa ban đỏ, Sống mãi với thủ đô, Đường đời, Ngõ lỗ thủng. Tuy nhiên, khi chưa biết kết quả thi của những trường nói trên, Trung Hiếu tham dự thi Đại học sân khấu điện ảnh cho vui. Kết quả là anh đỗ cả 4 trường. Song sau khi bàn bạc với gia đình, Trung Hiếu quyết định theo học ở Đại học sân khấu điện ảnh. Năm 2007, anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đến năm 2015, Trung Hiếu nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Hiện tại, nam nghệ sĩ đang giữ vai trò giám đốc nhà hát kịch Việt Nam. Anh để lại ấn tượng mạnh cho khán giả với vai Đại gia Tích trong series hài Tết Đại gia chân đất. Trong phim, nhân vật của Trung Hiếu háo sắc, trang hoa và thích khoác lác, nhưng ngoài đời lại khác hẳn. Trung Hiếu nổi tiếng có ngoại hình đẹp, tính cách điềm đạm, thanh lịch nhưng lại kết hôn khá muộn. Năm 2019, Trung Hiếu kết hôn cùng bà xã Thu Hà, kém anh tới 19 tuổi. Không giống trong nhân vật Đại gia chân đất, Trung Hiếu khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Nam nghệ sĩ hầu như không chia sẻ gì về cuộc sống riêng và bà xã trẻ tuổi. Đến nay, anh hiếm khi tham gia phim truyền hình mà tập trung cho công tác quản lý và chăm lo cho gia đình nhỏ. Ông Sự, Quang Tèo, đắt xô diễn hài, có tài sản khủng. Nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang, sinh năm 1962. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và mang quân hàm thượng tá. Thời điểm còn công tác, Quang Tèo làm việc tại nhà hát kịch quân đội từ năm 1986. Với đặc trưng về ngoại hình, Quang Tèo thường xuất hiện trong những vai nông dân chất phác, gần gũi. Ông đặc biệt nổi tiếng khi diễn cặp trên sân khấu hài cùng cố nghệ sĩ Giang Còi. Với đặc trưng về hình tượng nhân vật, Quang Tèo cũng rất được khán giả ở các tỉnh yêu mến. Nam nghệ sĩ thường xuyên đi diễn hài ở các tỉnh. Đến năm 2015, khi về hưu, ông càng tích cực chạy show. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thường xuyên cập nhật hình ảnh về không gian sống, về những show diễn mà ông được khán giả ở tỉnh vây kín. Có thể thấy, ở độ tuổi xế chiều, Quang Tèo không chỉ viên mãn về hạnh phúc gia đình mà còn giữ được hào quang trong công việc. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.